Ủa, 6 người học gì? Sao học ngoại. Nghe và sang bàn. Nghe thì là cái chức năng á bạn, thì gặp ai cũng biết là ai thì cũng nghe. Thêm một người ở tay ngoài, tay giữa, tay trong. Và âm thanh sẽ đi từ miệng chỉ cho đến tay trong, chuyển đến cái em học sinh. Và mình đi đến ngón tay. Tương ở biên độ và pha đó là một âm đơn độc, còn
đang nói đó là thờ âm. Và mỗi âm như vậy nó có một phần. Phần khác thì nó sẽ có phần khác. Và tất cả các âm hợp lại là một cái âm thanh mình nghe được. Biên độ đó là cái độ cao của âm. Ngoài ra, cái tần số này nó là số sóng trong một giây. Ngoài ra còn có một cái điểm nữa là thanh á thì nó số âm thanh. Thì thanh á là cái khái niệm về vật lý. Còn trong sinh học thì mình dùng thuốc thanh á. Có thuốc tính là như thế này. Đơn vị của thuốc thanh á rất là quen thuộc, decibel. Hai người không phải bất kỳ cái thanh á nào cũng nghe được, mà chỉ nghe được cái khoảng thanh á từ 20 đến 20. Ngoài khoảng đó không thể nghe được. Dù mình mở vô lượng lớn, mở cái nào không thì hết. Và âm thanh có cường độ càng cao thì càng có thể gây cơ quan, có khuôn cho cơ quan, nhất là tim. Lên 100 decibel là gây cũng khuôn. Và 120 decibel là có thể gây đau. Để thế này, hình dung cái thanh nét là cái gì? Không có thanh nét. Đây là cái gì thanh nét. Còn cái khoảng 1 ngàn đến 3 ngàn là các bạn nghe rõ nhất. Chỉ cần chiếc vô lượng rất là thấp.
thôi, nhưng mà cái bức tranh này rất là thấp, bức đề xin bên rất thấp, các bạn đã mà nghe rồi và nghe rõ nhất ở khoảng này. Bởi vậy các bạn phải tăng đến khoảng 2.000 thì bức tranh này phải càng tăng lên nữa các bạn sẽ nghe, mà qua khỏi 2.000 thì các bạn sẽ không nghe được. Hôm nay là sự thay đổi tính giá theo tuổi ở cái mức tranh này. Ở cái mức tần số là 1.000 Hz thì gần như nó tương đương nhau mỗi lứa tuổi, tức là tần số thấp. Còn đối với tần số cao, ví dụ như là 6.000 Hz thì tần số càng cao thì thấy sự chênh lệch giữa lứa tuổi nó càng rõ ràng. Ví dụ như tần số 6.000 Hz thì các bạn U20 thì còn cái mức thanh áp khoảng 5 dB đến 10 dB là bắt đầu nghe được rồi. Trong khi những người U60 vì là ở nam thì còn có mức thanh áp cao hơn đến 40 Hz, các bạn có bắt đầu nghe được. Đó là khác biệt ở lứa tuổi, hạn chế tính nữa. Nên đối với người lớn tuổi thì không phải người ta lãng tai với tất cả mọi người tần số âm thanh, mà lãng tai với những tần số âm thanh nó cao. Các bạn có thể dùng tần số cao như thế nào quay âm thanh nhé, chứ không thể giả để tần số đó đâu. Mỗi người các âm ra nó có những tần số âm thanh khác nhau, mà là những tiếng động đóng cửa, tiếng đi là tiếng gõ bước, đó là những tần số âm thanh khác nhau. Thế là những truyền âm thanh thì đơn giản thôi, mày chỉ cần vào thì nó sẽ tống vào tần truyền đình và vô ra thì kéo cái này truyền đình, rồi kéo cửa sổ hồ ra ngoài. Khi mày nghĩ thì đun căng thì do sóng âm được truyền đến tuổi sinh con, tuổi sinh con nó có năng động được truyền âm thanh, ngoài ra nó còn khuếch đại âm thanh nữa. Và nhờ tuổi sinh con đó là nó khuếch đại âm thanh lên 20 đến 30 dB. Nếu như không có tuổi sinh con thì âm thanh mình nghe được nó sẽ nhỏ hơn, bởi vì âm thanh nó không chỉ dẫn truyền qua không khí nữa, qua xương nữa. Như các bạn biết là mình nhận âm thanh là từ tai ngoài, và tai ngoài chỉ dẫn truyền qua không khí thôi, cho nó sẽ dẫn truyền qua tai giữa, gồm có không khí và xương sẽ đến tai trong. Và ra còn có dẫn truyền nữa là qua các xương khác, khớp tai, xương dương. Bản sa nhĩ là một bản sa bảo vệ cho cơ thể mình trước những tiếng động lớn. Và khi có những tiếng động lớn thì cơ cái màng nhĩ và cơ màng nhĩ co lại, làm cho màng nhĩ bị trùng và kéo cái cửa sổ hậu dụng ra phía ngoài, giảm dẫn truyền âm thanh, do đó bảo vệ cơ quan vọng tiền khỏi được kích thích quá mức. Tuy nhiên nếu những kích thích quá nhanh và nguy thì cơ quan đó sẽ không được bảo vệ. Và các bạn cũng vậy, mình cũng hạn chế tác động quá nhiều lên những cái cơ quan này. Ví dụ như nghe âm thanh, nghe bằng cái tai nghe quá kính thì cái âm thanh nó sẽ gây đến cái màng nhĩ rất là lớn, và sẽ tác động lên cái tầng truyền đình, nó tác động lên cái cơ quan học tiền này, là cơ quan học tiền. Và nó cũng giống như là cái tổn thương của người bị đánh tai này, càng nghe cái này còn phải có một cái mức thanh áp cao hơn thì nó mới nghe được, sau thì nó lại sẽ bị đánh tai sót hơn. Không phải là do thoái hóa thì mình do cái cơ quan này nó thích nghi với thanh áp. Thank you.
mình có hai tay, hai bên này và bên kia, phải nhất với nhau, rõ ràng luôn nhé. Như là cái công thức ở giữa bé trai thì nó sẽ kết hợp với thanh này tạo nên cái thanh thống nhất, thông tin là hai bên và sự sai biệt thời gian giữa thông tin đến tay này và thông tin đến tay kia. Để phân loại tiếp thì có hai nhóm chính là trí thần kinh và trí thần truyền. Trí thần kinh là do tổn thương cái đường thần kinh hay là dây thần kinh hoặc là do tổn thương mắc tai. Thế là những cơ quan sau cùng. Từ những dây thần kinh thì rất nhiều đường, ví dụ như tổn thương từ đường cỏ não tính nhé, cho đến cái dây thần kinh nhé. Thế là dây thần kinh số 8. Nguyên nhân có thể do thuốc, sẽ thấy ngồn quá lúc, thần thương. Ví dụ những người làm trong một môi trường có tiếng ồn lớn thì sẽ thường bị bệnh nghề nghiệp. Cái triệu chứng của điếc thần kinh sẽ là giảm dịch truyền qua không khí hoặc qua xương. Dịch truyền qua không khí có thể được phát hiện bằng cách mình nói, tạo nên được âm thanh cho người đó nghe không rõ hoặc không nghe ở bên ngoài đó. Dịch truyền qua xương thì phát hiện bằng dịch vụ là đúng thông hoa. Ví dụ đặt lên xương chật, có khi là trên xương cán thì sẽ thấy là cái dịch truyền qua xương không biết thần kinh nó bị giảm. Bởi vì cho dù có tín hiệu âm thanh đến nhưng mà không xử lý được tín hiệu do tổn thương thần kinh thì cũng sẽ không nghe gì cả. Còn trường hợp thứ hai là tiết dẫn truyền là chỉ do cản trở dịch truyền âm thanh hay không khí thôi, cho nên mình sẽ thấy là dịch truyền qua không khí giảm thì dịch truyền qua xương cũng rất là những âm thanh lớn. Hoặc là những tác động trực tiếp lên xương chậm sẽ làm cho sẽ tạo tiếng động mình có thể nghe thấy được. Chức năng thứ hai của tai là thiền định. Thì hệ thống thiền định gồm có các thái quyên, xoay nang, cồng nang, các cơ chế thiền định tương đương và thiền định. Đây là hệ thống thái quyên trước, sau và bên kia ngang, xoay nang, cồng nang. Từ đây nó sẽ có những cái tín hiệu đi đến thần kinh tiền đình. Tại sao còn đến ba các máy khuyên mà không phải là một ống? Ba chiều. Đúng rồi, không gian ba chiều. Ba đi. Tại sao còn lại bốn ống? Bây giờ có bốn D, năm D rồi. Từ từ lên nó phát triển. Nó có thêm chắc cũng tốt. Nhưng mà bây giờ cho mấy bạn cần thường xoay đầu hay chuyển động đầu đi. Chào. Nó xoay vòng vòng. Xoay vòng vòng là sự mất kết hợp của chiều chuyển động. Ngang qua lại. Lên xuống. Thế hả? Thế hả? Chéo là cái sao đây? Chéo là cái sao đây? Cái sao? Vẽ là thế đó. Thì những cái chuyển động đầu đó sẽ gây tùy theo chuyển động ở tư thế nào thì sẽ kích thích các phát huy tương ứng. Thử xoay đầu đi, đừng có cái gì em xảy ra từ đầu. Tay chóng mặt buồn nôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.